Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ tỉnh Phú Thọ, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh này từ đầu năm đến nay đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên 3.800 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt gần 9.000 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chỉ đạo các ngành đơn vị địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định. Phú Thọ thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, đứng thứ 1 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Theo Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, qua thực hiện đề án 06 của Chính phủ, các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao, đã tiết kiệm cho nhà nước trên 2.500 tỷ đồng. Với ứng dụng VNEID, hoàn toàn có thể để người dân tự tạo lập dữ liệu và đẩy về các bộ chuyên ngành xác thực, không cần đầu tư nhiều cho các bộ trong số hóa, các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia với tỷ lệ cao, hàng năm tiết kiệm cho nhà nước khoảng 2.505 tỷ đồng. Triển khai đề án số 06 tại tỉnh Sơn La đã làm sạch thông tin dân cư của trên 1,3 triệu công dân. Đến nay cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn kích hoạt được 400.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân, đạt trên 82% chỉ tiêu giao, góp phần tiếp cận thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính ở nhiều ngành lĩnh vực, tiết kiệm chi phí cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vào năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu xây dựng 5.000 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, các cấp chính quyền địa phương đang đẩy nhanh việc rà soát, lập danh sách các hộ nghèo trong diện được hỗ trợ, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành 4.000 căn nhà mới trong năm 2023 và hoàn thành 1.000 căn còn lại trước tháng 5 năm 2024. Gia đình chị Tòng Thị Thuyết là một trong 43 hộ nghèo ở xã Pom Lót, huyện Điện Biên, được hỗ trợ làm nhà mới trong đợt này. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con ăn học. Thu nhập thì chỉ trông vào 300 m2 đất ruộng bố mẹ chồng cho. Hoàn cảnh mẹ quá, con côi, rất vất vả trong căn nhà sàn đã xuống cấp, rột nát. Nhà tôi cũng sắp đổ rồi. Bây giờ có hỗ trợ nhà nước quan tâm đến tôi là làm nhà cho tôi ở, tôi cũng không sợ mưa gió nữa. Và tôi cũng xin thành cảm ơn và nhà nước đã làm nhà cho tôi ở. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi căn cứ văn bản của huyện làm sao mà rà soát đúng, trúng đối tượng và đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch ngay từ việc rà soát tại thôn bản. Và sau đó ban chỉ đạo cấp xã tiến hành tiếp tục rà soát bước 2. Và đặc biệt chúng tôi quan tâm đến cái việc mà đúng đối tượng và đặc biệt là kiểm tra cái việc nguồn gốc đất của các hộ gia đình này để làm sao đảm bảo là không xảy ra tranh chấp hoặc các vướng mắc trong quá trình mà mua bán, chuyển nhượng thừa kế. Hưởng ứng lời kêu gọi triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, rất nhiều đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm đã chung sức đồng lòng cùng Điện Biên làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hơn 40 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Với tinh thần quyên góp mà của hội viên là được 615 triệu. Ngoài ra thì có những cái phần quà cho những hộ nghèo. Đây là cái việc làm hết sức là ý nghĩa. Để là chúng ta chung tay trên này, chúng ta không để người nghèo, người khó khăn ở lại phía sau. Tổ chức triển khai làm nhà thì các cái hộ gia đình, các đối tượng được đầu tư và hỗ trợ thì phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và theo đúng cái mong muốn cũng như là cái mục tiêu của cái đầu tư và cái hỗ trợ 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn của tỉnh Điện Biên nói riêng cũng như là các tỉnh Tây Bắc nói chung. Việc triển khai chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo với mục tiêu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Điện Biên là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời cũng góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tới đây bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.